Những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua Tổng thống Zelensky tiết lộ với Thủ tướng Canada Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu Pháp cảnh báo hậu quả nếu Iran chuyển UAV cho Nga pháo binh Ukraine tập kích đánh nổ hỏa thần diệt áp của Nga Ukraine phóng hai tên lửa, phá hủy sở chỉ huy tiền phương của Nga ở Kherson. Quân Nga bỏ chạy khỏi chiến trường, lực lượng vũ trang tiến thêm 1.400m ở Bakhmut. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Tổng thống Zelensky tiết lộ với thủ tướng Canada cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ bảy ngày 10 tháng 6 cho biết cuộc phản công đang được tiến hành và chỉ trích nga về lũ lục do đập Kakhovka bị vỡ khi thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm Kiev. Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine. Tôi sẽ không nói chi tiết ở giai đoạn nào, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung ở Kiev với Trudeau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng các trận chiến khốc liệt đang diễn ra với 34 vụ đụng độ so với ngày hôm trước ở khu công nghiệp phía đông của đất nước. Tuy không đưa ra thông tin chi tiết, nhưng Bộ cho biết các lực lượng Nga đang tự vệ và tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào các khu vực Kherson và Zaporizhia phía nam Ukraine. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kiev đã thất bại. Nga đã thông báo về việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine ở phía đông và phía nam, mà theo một số nhà quan sát, đó là khởi đầu của cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine. Thật thú vị khi Putin nói về cuộc phản công của chúng tôi. Điều quan trọng là Nga luôn cảm thấy điều này, rằng họ không còn nhiều thời gian. Ông Zelensky nói, Ông nói thêm rằng ông đã liên lạc hàng ngày với các chỉ huy quân sự, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng vũ trang Valery Salusny, và hiện tại mọi người đều tích cực. Hãy nói điều đó với Putin. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thực hiện chuyến thăm lần thứ hai không báo trước tới Kiev kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Khi được hỏi sau đó vào ngày thứ Bảy, tại sao ông không đổ lỗi cho Nga về vụ vỡ đập, ông Trudeau nói, tôi biết có các nhà điều tra và có rất nhiều câu hỏi cũng như thông tin tình báo đang được phân tích về chính xác điều gì đã xảy ra trong vụ vỡ đập này. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không có cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm ngoái, con đập đó sẽ vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Lũ lục do con đập bị vỡ đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và làm giấy lên lo ngại về các thảm họa nhân đạo và môi trường. Ukraine cáo buộc Nga cho nổ tung con đập, trong khi moscow nói Kiev đã làm điều này. Nói về Tổng thống Putin, ông nói thêm, ông ấy không phải là người mà tôi có mức độ tin tưởng hay quan tâm đặc biệt. Canada, nơi có cộng đồng lớn người Ukraine, là một trong những đồng minh quan trọng của Kiev kể từ cuộc xâm lược của Nga. Pháp cảnh báo hậu quả nếu Iran chuyển UAV cho Nga Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Iran lập tức ngừng chuyển máy bay không người lái UAV cho Nga, Reuters đưa tin, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Ebrahim Raisi, ngày 10 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo những hậu quả an ninh và nhân đạo nghiêm trọng nếu Iran chuyển UAV cho Moscow. Ông kêu gọi Iran lập tức ngừng hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài ra, ông Macron cũng bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ cho rằng hàng trăm UAV sát thủ do Iran sản xuất đã được vận chuyển qua biển Skagby và được lực lượng Nga sử dụng trong cuộc xâm lược ở Ukraine. Đối lại, Iran muốn mua các thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la từ Nga. Mỹ, Pháp, Anh, Đức và Ukraine cho rằng động thái của Iran chuyển UAV cho Nga vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2015. Moscow và Tehran chưa bình luận về cáo buộc trên. Iran từng thừa nhận chuyển UAV cho Nga nhưng là trước khi moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine trong khi đó moscow phủ nhận dùng uav của iran ở ukraine uav đóng vai trò ngày càng lớn trong cuộc xung đột ở ukraine nga tận dụng uav giá rẻ để tiến hành các cuộc tập kích thành từng nhóm lớn nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của ukraine chiến thuật tập kích bằng uav vừa mang lại cho nga lợi ích về chi phí vừa giúp họ bù đắp kho dự trữ tên lửa hao hụt nghiêm trọng sau hơn một năm xung đột. Pháo binh Ukraine tập kích đánh nổ hỏa thần nhiệt áp của Nga. Cô đội Ukraine được cho là đã phá hủy một tổ hợp pháo phản lực TOS-1A của Nga tại Saborizia. Trang Defense Blog ngày 9 tháng 6 đưa tin, cô đội Ukraine đã phá hủy một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A của Nga tại khu vực Saborizia. Theo một số nguồn tin, pháo phản lực của Nga đã bị phá hủy sau màn tấn công phản pháo của Ukraine. Vũ khí được Kiev sử dụng trong cuộc tấn công này là hệ thống pháo tự hành Paladin cỡ nòng 155 ly. Những hình ảnh được đăng tải bởi Defense Blog cho thấy pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga đã trúng đạn và phát nổ dữ dội sau màn tập kích của phía Ukraine. Việc mất pháo phản lực TOS-1A có thể xem là một trong những thiệt hại đáng kể đầu tiên mà Nga phải hứng chịu kể từ khi Ukraine tiến hành phản công tại khu vực liên khai Saborisia. Theo truyền thông Nga, mặt trận Saborisia đang được xem là mặt trận trọng tâm của chiến dịch phản công lần này của Ukraine. Theo các hình ảnh trên mạng xã hội, Kiev đã chuyển đến khu vực này nhiều vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Ukraine phóng hai tên lửa phá hủy sở chỉ huy tiền phương của Nga ở Kherson Quân đội Ukraine đã tiến hành một trận tập kích tên lửa nhằm vào căn cứ của Nga tại khu vực mũi Arapat ở Kherson. Trang Defense Express ngày 10 tháng 6 đưa tin, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào sở chỉ huy tiền phương của nhóm tác chiến Nepal của quân đội Nga đặt tại khu vực mũi adapat Theo Defense Express, hai tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ đã đánh trúng căn cứ đặt bên trong một tòa nhà tại làng Shastlisheva, quận Henishev Akashan. Vị trí của trung tâm chỉ huy này nằm cách tiền tuyến giao tranh khoảng 140 km. Các nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận sau vụ tập kích tên lửa của Ukraine những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sở chỉ huy của quân đội Nga đã bắt lửa và bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công tên lửa từ phía Ukraine. Đặc biệt, Defense Express cho rằng căn cứ vừa bị tập kích đã từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm trong chuyến thị sát tiền tuyến hồi tháng 4. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Ở diễn biến ngược lại, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Mikorod của Ukraine. Vụ tập kích này đã gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng tại căn cứ Mikorod, đồng thời phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự của Ukraine. Theo trang tin quân sự AVA Pro, vụ tập kích trên đã làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng không quân Ukraine. Tuy vậy, thiệt hại chi tiết của vụ tập kích trên hiện chưa được Kiev công bố. Trước đó, vào hôm 29 tháng 5, AVA Pro đưa tin Quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích bằng tên lửa vào một căn cứ không quân của Ukraine tại tỉnh Manesky. Theo các nguồn tin của AVA Pro, vụ tập kích đã gây ra một vụ nổ dữ dội tại căn cứ không quân này, qua đó phá hủy ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Ukraine. Nhiều cơ sở vật chất tại căn cứ này cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. AVA Pro cho biết vụ tấn công này đã được chuẩn bị từ trước với mục tiêu chính là phi đội máy bay chiến đấu SO-24 của Ukraine. Trong một tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Kresnikov tiết lộ không quân Ukraine đang sử dụng các cường kích ném bom su 24 mr để phóng tên lửa hành trình Storm Shadow vào các mục tiêu của quân đội Nga. Bộ trưởng Kresnikov đánh giá rất cao sự phối hợp giữa cần kích su 24 mr và tên lửa Storm Shadow, đồng thời khẳng định tỷ lệ đánh trúng của loại vũ khí thay đổi cuộc chơi này là 100% kể từ khi được đưa vào sử dụng. AVA Pro cho rằng vụ tập kích tên lửa hôm 29 tháng 5 của Nga vì vậy được thực hiện nhằm đáp trả các vụ tấn công tên lửa Storm Shadow từ Ukraine trong thời gian qua. Quân Nga bỏ chạy khỏi chiến trường, lực lượng vũ trang tiến thêm 1.400m ở Bakhmut. Chiến huy lực lượng bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Shevsky đã cho biết về hoạt động của trinh sát trên không của lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt động số 35 mang tên chuẩn đô đốc Mikhailo Ostrograsky. Trên kênh Telegram của mình, nhà lãnh đạo quân sự đã công bố một video. Sự chính xác tuyệt vời của các chiến sĩ trinh sát trên không, các lực lượng phòng vệ tiếp tục tiêu diệt quân Nga một cách có hệ thống. Thông điệp viết, tướng không nói video được quay ở hướng nào của mặt trận. Tuy nhiên, ở đó có thể thấy người Nga chạy trốn khỏi chiến trường như thế nào. Cục truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine giải thích rằng các nhà tuyên truyền Nga đang cố gắng hỗ trợ binh lính của họ và làm mất tinh thần xã hội Ukraine bằng những tin giả về cuộc phản công của lực lượng phòng vệ. Nhưng cùng với chiến dịch thông tin tâm lý đặc biệt này của kẻ thù, những bức ảnh và video về cách quân đội Nga tháo chạy khỏi chiến trường cũng đang dạo chơi trên mạng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Chỉ huy miền Đông của quân đội Ukraine, ông Sergei Shravati, hôm mùng 10 đã cho biết trên sóng truyền hình rằng quân đội Ukraine đã sống sót sau 6 cuộc đụng độ quân sự. Trong ngày 9 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến được khoảng 1,4 km vào khu vực Bakhmut. Theo thông tin của ông, 6 cuộc giao tranh đã diễn ra theo hướng Bakhmut trong ngày. Trong đó, binh lính Ukraine đã tiêu diệt 138 và làm bị thương 326 quân Nga, đồng thời bắt được thêm một lính Nga nữa. Chỉ huy miền đông quân đội Ukraine nhận thức được tiềm năng và khả năng của lực lượng vũ trang Nga Ông cho biết, quân đội Nga đang cố gắng xây dựng tuyến phòng thủ và tấn công các vị trí của quân Ukraine để đáp trả nhưng không thành công. Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, người Nga đã tập trung nỗ lực chính của họ vào việc cố gắng chiếm hoàn toàn các khu vực Donetsk và Luhansk. Đáng chú ý là Bộ tổng tham mưu đề cập đến bước tiến của lực lượng vũ trang Nga theo hướng Bonapideka. Trước đó, vào ngày 9 tháng 6, ông Serhiy Serovaty đã báo cáo về việc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến thêm gần Bạch khoảng 1,2 km. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btvgmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp